bắt nhịp cầu cho buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Chúng tôi trân trọng kính mời một đồng đạo Nguyễn Thanh Hải đến để thành lòng đọc lại bài cho ông Tào Hảo ở Sài Gòn. Mời quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Pha nụ vẫn rất lành tham ái lơ, tội sân si cũng phải tạo trần, đem về giác tăng chân như kim thân thể hiện dứt trần tử sanh, đem tâm hồn hiểu gốc lành, làm tội Phật tổ chí thành chỉ chân, dầu mắt phải mưa đơn gió kép cũng chuyên trì mà dẹp gây trong, ngày nào đắc được lục phong vết hồn cha mẹ tổ tông bãi đời, về cực lạc thành thái an dương, ấy là ngày ban thưởng công tu, chúc cho đó dẹp mấy mù dừng và bất thôi công phu vuông tròn. Đến ngày biển càng non mòn, tự ân đã trả chẳng còn tội căn, nay ông nhập tự làm tăng, trước sau tùy khác thiện căn dần đồng, lắng tai nghe được tính hồng, tờ qua ít chữ gói lòng, chia vui. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo cái nội dung của chương trình hôm nay là cái phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Ở phần này chúng tôi thay mặt ban trị sự, ban tổ chức và chư quý đồng đạo trân trọng kính mời giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê đến từ tỉnh Vĩnh Long đến diễn đàn để trao đổi cùng với quý vị qua cái đề tài và nhân sự. Đề tài thuyết giảng hôm nay trao đổi cùng với quý vị để tìm hiểu 6 câu trong bài cho ông Cò Tào Hảo, đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí trơn, dầu mắc phải mưa đơn gió két cũng kiên trì mà dẹp ra trong, ngày nào đắc được lục thông giấc hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Và chúng tôi trân trọng kính mời giáo lý viên trung ương Quỳnh Thị Bạch Lê đến diễn đàn để trao đổi cùng với quý đồng đạo trong buổi thuyết giảng này. Trân trọng kính mời. Nhận thấy giáo lý viên đến kính lễ Đức Phật và Đức Thầy, quay xuống chào quý đồng đạo chúng ta, quay xuống chào quý đồng đạo chúng ta, ủng hộ cho giáo viên một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị quan khách mà đại diện cho các cấp chính quyền địa phương, kính thưa ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp, kính thưa quý vị là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, và kính thưa ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Thành cùng quý ban trị sự các xã bạn, kính thưa quý cụ ông, kính thưa quý cụ bà, thưa quý cô bác cùng toàn thể anh chị em về ủng hộ chương trình thuyết giảng hôm nay kính mến. Thưa quý vị, hôm nay thật là một cái niềm vui mừng lớn lao đối với chúng tôi, được sự ưu ái của ban tổ chức cũng như được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý trung ương cho chúng tôi hôm nay được trở về đây để được gieo duyên lành cùng toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta cùng nhau làm bổn phận của người tín đồ, là phận môn đệ phải lo chu quán. Thì hôm nay trở về đây chúng tôi quá sức vui mừng
khi nhìn thấy cái tinh thần hết sức là cao quý của ban tổ chức cũng như của quý đồng đạo chúng ta, với cái tinh thần vì thầy vì đạo rất cao mà hôm nay chúng ta tổ chức cái chương trình thuyết giảng được quý đồng đạo gần xa trở về tham dự đông đủ như thế này. Đây là một cái niềm động viên, cái tinh thần rất lớn đối với đội ngũ giáo lý viên chúng ta. Vậy trong không khí vui tươi, thấm tình đạo dị, lời nói đầu tiên thầy xin được kính đến toàn thể lời chào mừng quý kính, lời thăm hỏi sức khỏe cùng lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, thầy như chúng ta đã biết, trải bao năm dài, hình bóng đức thầy tôn kính của chúng ta vẫn còn xa vắng biển biệt phương nào. Thầy để lại trong mọi trái tim của người tín đồ một nỗi nhớ trong đời không nguôi. Từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng tôn phụ thầy. Giữa chừng đợt nở đứt dây, chua vui buổi hiệp, bỗng thầy đại xa. Thưa quý đồng đạo, thay vì nỗi nhớ thương thầy, thì quý cô bác đồng đạo chúng ta cùng nhau chung sức kề vai để gánh gồng chiếc đòn sứ mạng, khai thông nền Phật Pháp bằng cả trái tim với bầu nhiệt huyết, cả vật chất, tinh thần, lo đạo để thỏa mãn cái hoài bão mà đức thầy từng mơ ước. Đó là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc, hay là cội lành mong đặng đâm trời, chặt gìn Phật đạo đền tội ân xưa. Thưa quý đồng đạo, sống ở trên đời này, thật ra chúng ta thấy đó, nó có rất có nhiều cái lối rẽ. Có lối thì đưa cho chúng ta đến hạnh phúc an lạc, nhưng mà cũng có lối đưa cho chúng ta đến vực thẳm lầm than. Mà lối đưa đến hạnh phúc an lạc duy chỉ có con đường đạo mà thôi, phải không quý đồng đạo? Nên Đức Thầy chúng ta từng bảo là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nên Ngài cũng cân nhắc là ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Thật ra quý đồng đạo ơi, trên đời này đó, thế thượng giảng ban đô thị giả mà nhân sanh đạo đức quả như chân. Tất cả đều vô thường tạm giả, mà chỉ có cái đạo mới là thường toàn, chỉ có cái đạo mới là chân hạnh phúc mà thôi. Thưa quý đồng đạo, khi xưa đó các vị tỳ kheo mới bàn luận với nhau, hỏi coi mình sống ở trên đời này đó điều gì là hạnh phúc nhất. Thì quý đồng đạo chúng ta biết đó, vị tỳ kheo thứ nhất đó đứng lên nói như thế này: theo tôi đó, nghĩ rằng sống ở trên đời này đó, điều hạnh phúc nhất đó là được làm vua, chắc là hạnh phúc nhất. Thì sao vị tỳ kheo thứ hai đó đứng lên mới nói: theo tôi đó, được làm vua cũng chưa là hạnh phúc, mà chắc có lẽ là sống ở trên đời này đó, chắc có tình yêu là hạnh phúc nhất. Thì liền đó vị tỳ kheo thứ ba không bằng lòng, vị tỳ kheo thứ ba mới đứng lên mới nói như thế này: theo tôi đó, sống ở trên đời đó, được ăn ngon mặc đẹp là hạnh phúc nhất. Thì sao quý đồng đạo, liền đó Đức Phật mới đi ngang qua, Đức Phật mới hỏi: chứ các con đang bàn chuyện gì vậy? Thì mọi người mới bạch lên cái ý kiến của mình. Đức Phật mới nói như thế này: sự thấy biết của các con đó, đó chỉ là cái hạnh phúc ở thế gian thôi, mà sống ở trên đời này đó, cái điều hạnh phúc nhất đó là ra đời gặp được Phật, lại được nghe chánh pháp, sống trong một tăng đoàn hòa hợp để cùng nhau tu tiến, thì đó là hạnh phúc nhất. Thì hôm nay quý đồng đạo chúng ta đang ngồi đây là như thế nào quý đồng đạo? Phải chăng chúng ta đang là người hạnh phúc nhất, phải không nè? Thưa quý đồng đạo, thật ra chúng ta rất là may, mình ra đời vào cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp, mà lại được Đức Thầy là một vị cổ Phật lâm phàm trở lại đây để mà chỉ dạy cái phương pháp tu hành cho chúng ta dễ tu dễ đắc. Và chúng ta rất là may duyên mình sống trong một cái làng đạo như thế này để cùng trợ dưỡng cho nhau tu hành cho đến ngày thành công đắc quả. Thì đây là một cái cơ duyên ngàn vàng mà chúng ta mới có được quý đồng đạo. Thưa quý đồng đạo, thì trở lại với cái bổn phận hôm nay, thì theo sứ ngôn đã giới thiệu đó, thì trong giờ này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua 6 câu giảng của Đức Thầy như sứ ngôn đã vừa giới thiệu. Thì thưa quý đồng đạo, đối với Phật Pháp thì rất là thiên thâm, mà sự hiểu biết của chúng tôi đó thì thật ra nó cũng còn rất là có giới hạn. Vì vậy mà trong quá trình làm phận sự, mà nhất là ở cái hội trường này, thì ở trên này chúng con nhìn xuống nó thấy toàn là quý cô bác anh chị em đó, là những bậc trí thức là nhiều, những tín đồ ngoan đạo của Đức Thầy đã từng học hiểu qua giáo lý rất là sâu sắc, mà hôm nay trở về tham dự rất đông như thế này. Thì bên cái nỗi vui mừng thì không sao tránh đi được những cái sự lo ngại với cái khả năng kém cỏi của mình. Nên trong quá trình làm phận sự thì ngưỡng mong rằng toàn thể quý cô bác anh chị em với cái tình thương mà quan hệ lắng nghe và sau đó góp ý xây dựng thêm những điều còn thiếu sót,
để giúp cho đàn hậu tấn chúng tôi về sau trên bước đường tiếp nối chỉ nghị của Đức Thầy hoằng khai chánh pháp ngài Mậu Hoàng Mỹ Hơn, thì nơi đây chúng tôi xin thành kính tri ân trước vậy. Thưa quý đồng đạo, thì như chúng ta đã biết, Đức Thầy chúng ta với cái chí nguyện độ tận chúng sanh, dầu cho xoay chuyển đất trời, lòng ta chí quyết độ đời mà thôi, tội lành mong đẳng đâm trời, chặt gìn Phật đạo đền vòi thân xưa. Thế nên Đức Thầy ra đời dạy đạo, chúng ta biết trong cái thời gian rất ngắn, chỉ có 7 năm, 10 tháng, lẻ 7 ngày, mà Đức Thầy chúng ta đã để lại cho đời một kho tàng pháp bảo vô giá, gồm có 6 quyển và trên 200 bài thi văn dài ngắn. Thì đây là những triết lý Phật pháp vô cùng quan trọng. Thưa quý đồng đạo, Đức Thầy chúng ta có trong cái kho tàng pháp bảo này, thì ngoài những việc dạy chung cho trần thế, thì lắm khi Đức Thầy chúng ta còn sáng tác để giáo hóa riêng cho từng trường hợp, hoặc là Đức Thầy đối đáp những cụ đồ nho đến những ngày. Thì Đức Thầy chúng ta ở Bạc Liêu đó quý đồng đạo, ở đây chỉ có 15 tháng 12 ngày mà Đức Thầy đã sáng tác trên 30 bài thi thơ, trong đó đặc biệt nhất là có cái bài cho ông cò Tào Hảo mà Đức Thầy đã viết vào ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Ngũ 1942, thì bài dài 37 câu. Thưa quý đồng đạo, trong đây thì chúng ta biết rằng tại sao mà có cái bài cho ông cò Tào Hảo. Thì chúng ta biết ông cò Tào Hảo tức là ông Trần Quang Hảo, trước kia ông đã làm trưởng cảnh sát cai quản bến tàu Sài Gòn. Trần Quang Hảo này đó là ông đã chán cảnh phù quá quý đồng đạo, chán mùi chung tỉnh đi, vì vậy mà ông muốn mượn chốn thiền môn để an thân cầu đạo. Thì nhận được cái tin vui này, Đức Thầy chúng ta quá sức vui mừng, Đức Thầy mới mượn bút mực viết lên cái bài thơ này để gửi tặng ông. Như Đức Thầy nói là nay ông nhập tự làm tăng, trước sau tuy khác thiện căn chẳng đồng, nắng tai nghe được tinh hồng, tờ qua ít chữ gọi lòng chi vui. Thì chúng ta biết khi mà cái bài thơ này, khi mà mình đọc qua, mình nghe nó hàm xúc những cái ý nghĩa hết sức là sâu màu, hàm xúc cái sự thương mến, thân tình, cũng như là nghe như là một cái người mẹ mà sắp tiễn con mình trên cái bước đường tập sư học đạo, như là một đấng tôn sư mà sắp đưa tiễn cái người đệ tử của mình trên bước đường lai kinh đến thế. Thì chúng ta thấy nội dung bài đó thì nó thể hiện đầy đủ cả một cái quá trình căn bản của đạo Phật, từ cái bước đầu nhập môn cho bằng cách thọ tâm quy trì ngũ giới, rồi lần đến là hành hạnh giác tha nêu gương độ chúng. Đức Thầy dạy từ cái pháp phá ngũ quẩn, rồi việc lục căn không cho cấu nhiễm lục trần, cầu tu cho đạt ngũ hương, phải không quý đồng đạo, dài dài đến cái chỗ việc lục căn không cho nhiễm lục trần để đi đến chỗ minh tâm kiến tánh đắc thành Phật quả, hầu giải thoát cho mình, đồng thời cứu độ được củ quyền thất tổ và chạc tổ chúng sanh. Thì thưa quý đồng đạo, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau rút ra 6 câu để luận bàn. Mặc dầu 6 câu nhưng mà cái ý nghĩa rất là thâm thúy. Từ cái bước đầu chúng ta quy y vào đạo cho đến quá trình tu tập và cuối cùng đạt được cái kết quả cứu cánh giải thoát. Thì thưa quý đồng đạo, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào cái nội dung của từng câu một để chúng ta tìm hiểu. Câu 6 câu này Đức Thầy nhập dạy chúng ta những gì? Đức Thầy nói đem tâm hồi hướng gốc lành, để chúng ta coi tại sao gốc lành là gốc gì mà Đức Thầy bảo chúng ta phải đem tâm hướng về đó. Rồi làm tôi Phật tổ phải chí thành chí chân. Chí thành chí chân ở đây nó quan trọng ra sao mà cái người làm tôi Phật không thể thiếu được. Rồi dầu mắt phải mưa đơn gió ghét cũng kiên trì mà dẹp gai trong. Thì chúng ta tìm coi mưa đơn gió ghét gai trong ở đây hàm ý như thế nào mà Đức Thầy bảo chúng ta phải kiên trì để mà lướt qua. Ngày nào đắc được lục thông, giấc hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Chúng ta coi coi lục thông là gì và coi ngày nào chúng ta mới đắc được, và ngày đó giấc hồn cha mẹ tổ tông bảy đời ra sao. Chỉ có giấc được 7 đời thôi, 8 đời, 9 đời không được sao? Thì những vấn đề này hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc. Thưa quý đồng đạo, thì trước tiên chúng ta đi vào phần giải thích từ ngữ để tìm hiểu về ý nghĩa nội dung. Thì sau đó chúng ta sẽ tóm lược đại ý và có phần bình luận để nhận định gọn cái lời dạy của Đức Thầy, và sau cùng là phần kết luận. Thì chúng ta thấy cái câu đầu đó, Đức Thầy dạy là đem tâm hồi hướng gốc lành. Thì chúng ta thấy cái chữ đem tâm tức nghĩa là di dời cái tâm đi từ nơi này đến nơi khác, phải không cái đồng đạo? Thì chúng ta nghe như vậy thì có ai nói thấy được cái tâm của mình nó như thế nào không? Bây giờ cái tâm mà mình không có thấy được, không có ai sờ mó nó được, thì làm sao mà chúng ta di dời nó đâu? Khi xưa đó, ngài Huệ Khả đó, mới thưa với tổ Bồ Đề Đạt Ma như thế này:
thưa thầy, xin thầy hãy an tâm cho con. Thì liền đó đó, tổ mới nói đâu, ông hãy đem cái tâm ông ra đây đi, đem cái tâm ra đây đi, tôi an tâm cho. Thì liền đó đó, ngài Huệ Phạm mới hiểu rằng thật ra không ai có thể an tâm cho mình, mà chính mình mới an tâm được mình. Thưa quý đồng đạo, tâm nó có ba thứ: một là dục đoàn tâm, hai là duyên lự tâm, ba là chân như tâm. Dục đoàn tâm thì cái quả tim bằng thịt, thì cái quả tim này không có thể di dời đâu được rồi, phải không quý đồng đạo? Nếu mà di dời thay đổi là có vấn đề rồi. Còn cái chân như tâm có nghĩa là cái tâm chân thật, là cái Phật tánh của chúng ta. Thì cái tâm này đó là nó như như bất biến, cũng không thể nào mà dời đổi. Mà ở đây nhân tâm tức là Đức Thầy cũng kêu chúng ta đó là hãy dời di chuyển cái tâm duyên lự. Cái tâm nó duyên theo trần cảnh, chúng ta phải chuyển nó từ cái tâm mê trở về cái tâm giác, phải không quý đồng đạo? Nên Đức Thầy mới kêu chúng ta là đem tâm, mà Đức Thầy nói là lấy tâm làm chủ trì mọi việc, lấy trí mà phán xét mọi việc trước khi cho sắp đưa cho tâm chủ trì. Được như thế thì người học đạo mới mau thành công đắc quả. Thưa quý cô bác anh chị em, thì chúng ta thấy rằng đó, cái tâm nó vô cùng quan trọng. Cái tâm nó là gốc sanh ra hành động lời nói. Nếu mà cái tâm chúng ta tốt thì có hành động lời nói tốt, mà cái tâm chúng ta xấu thì sẽ có hành động lời nói xấu. Và hàng ngày đó, chúng ta sống chúng ta dùng cái tâm gì, thì khi chúng ta chết chúng ta sẽ đi theo cái nghiệp lực của cái tâm thức đó. Mà trong kinh Duy Ma có nói như thế này: nhân duy tâm cập thú, tự đắc quy cập thú. Nhân duy tâm nhân thiên, tự đắc quy nhân thiên. Nhân duy tâm tịnh độ, tự đắc quy tịnh độ. Nhân duy tâm ác độ, tự đắc quy ác độ. Hàng ngày quý đồng đạo chúng ta sống, nếu chúng ta sống mà chúng ta đem dùng cái tâm là tham sân si, thì chúng ta chết chúng ta sẽ đi vào ba con đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà nếu hàng ngày chúng ta sống bằng cái tâm tịnh độ, cái tâm an lạc, cái tâm làm lành, cái tâm niệm Phật, thì chúng ta chết chúng ta sẽ đi về cái cảnh giới an lành, cái cảnh giới của chư Phật. Thưa quý đồng đạo, thế nên mà thông kinh nói là vạn pháp duy tâm tạo. Mà Đức Thầy cũng cho biết là địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Chúng ta thấy đó là cái tâm nó quan trọng và nó màu nhiệm như thế, phải không quý đồng đạo? Tam giới duy chung, dĩ tâm duy chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, mà bất năng quán tâm giả, thích cánh trầm luân. Có nghĩa là trong ba cậu đó là lấy tâm làm gốc. Nếu quán được tâm, thấy được tâm thì tức là giải thoát, mà không thấy được tâm tức là chúng ta bị trầm luân. Thưa quý đồng đạo, thật ra đó là chúng ta tu các pháp, nhưng không có cái pháp nào mau và nhanh chóng bằng chúng ta tu tâm. Chúng ta chuyển, đem cái tâm mình chúng ta chuyển đổi. Nếu chúng ta đang sống trong cái tâm tham sân si là chúng ta đang sống trong cái cảnh giới trầm luân, mà hãy cái tâm chúng ta chuyển nó lại cái tâm giác ngộ là chúng ta đang sống trong cái cảnh giới thanh tịnh, cái cảnh giới của chư Phật, rất là mau như thế. Khi xưa đó, vào cái thời của Đức Phật đó, quý đồng đạo chúng ta biết ngày mà Xá Lợi Phất đó, thì lúc bây giờ đó là ông có một cái vị đệ tử, mà cái vị đệ tử này đó là rất là thông minh, mới có 7 tuổi thôi. Ông có rất có cái nhân duyên, mới có 7 tuổi mà lại được cha mẹ cho đi xuất gia. Thì đi xuất gia mới làm cái vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Thì một hôm đó là cậu bé Su Kha này đó, mới cùng thầy của mình là Xá Lợi Phất, mới trên cái đoạn đường đi quá duyên, thì đi ngang các cánh đồng, cái gặp một cái người ta đang đào mương đó để mà dẫn nước vào ruộng. Thì cậu bé không có biết, cậu bé mới thưa với thầy: thưa thầy, người ta đang làm cái gì vậy thầy? Thì thầy Xá Lợi Phất mới nói: người ta đang đào mương để dẫn nước vào ruộng đó con à. Cậu bé mới nói: thưa thầy, nước đó có chi giác không thầy? Thì ngài Xá Lợi Phất nói: nước không có chi giác con à. Thì cậu bé ta rất là thông minh, liền nghĩ ngay: tại sao nước nó không có chi giác, nước nó không có trí khôn, mà con người còn phải điều khiển nó được đi từ nơi này đến nơi khác để hữu ích cho đời, để làm hữu dụng? Tại sao con người chúng ta không biết điều chỉnh cái tâm của mình để hướng nó đi từ cái chỗ xấu xa đi đến cái chỗ tốt lành, đi đến cái con đường giải thoát theo cái ý muốn của mình? Thì cậu suy nghĩ như thế, thì đi một đoạn đường nữa thì lại gặp một cái người đó, một cái nhóm người mà làm thợ đó, người ta đang chuốt bằng những cái thanh tre để người ta làm lên cái mũi tên đó, người ta đang hơ ở trên cái ngọn lửa để người ta uống cho nó ngay ngắn. Thì cậu bé không biết là người ta làm gì, cậu bé mới thưa với thầy: thưa thầy, vậy chứ người ta đang làm cái gì vậy thầy? Thì thầy mới nói: người ta đang đó là chuốt những cái thanh tre, người ta hơ trên ngọn lửa để uống cho cái thanh tre nó ngay ngắn để người ta làm cái cung tên để bắn. Thì cậu bé mới nói: thưa thầy, vậy chứ cái mũi tên đó đó, nó có trí khôn không thầy, nó có chi giác không thầy? Thì thầy mới nói là cái thanh tre đó, cái mũi tên đó, nó không có trí khôn, nó không có chi giác con à. Thì cậu bé ta liền nghĩ ngay: à, tại sao đó
cái mũi tên nọ, cái thanh kia nọ, nó không có chí khôn, nó không có chi giác, mà người ta còn phải uốn nắn nó theo cái ý muốn của người ta để làm nên cái mũi tên để mà người ta bắn. Tại sao người tu hành không biết uốn nắn cái tâm thức của mình, nó đi đến cái con đường chân thiện mỹ để đi đến cái mục đích đắc đạo giải thoát? Thì cậu ta đang suy nghĩ như thế rồi mới trao cái bình bát lại cho thầy. Thưa thầy, ngày hôm nay đó, xin thầy hãy đi khắc thực dùng con, để con ở tại nhà, ở lại tỉnh thất để con kiểm đổi cái tư tưởng của con thầy ơi. Thì liền đó là cậu bé mới trao cái bình bát cho thầy và quay trở lại tỉnh thất. Thì quay trở lại là ngồi đóng cửa tỉnh thất, tịnh niệm trong vòng có mấy tiếng đồng hồ thôi. Thì lòng của cậu bé hoàn toàn thanh tịnh trong sạch. Thì đúng tới giờ ngọ đó là cậu ra đã chứng quả. Thì lúc bây giờ Đức Phật đang ngồi ở tỉnh xá mới dùng cái thần thông mới nhìn lại. Nhìn lại mới thấy rằng đó là cậu bé này đúng tới giờ ngọ là chứng quả. Vì vậy mới chặn đường của thầy Xá Lợi Phất đó là trò chuyện để mà cho nó kéo lại cái thời gian để kịp cho cái cậu bé trong cái giờ thời gian thanh tịnh để mà chứng đạo. Thì chặn lại rồi một chút xíu là đúng cái giờ ngọ thì ngài Xá Lợi Phất quay trở về, thì thầy trò nó là rất là vui mừng trong một cái bữa cơm chứng đạo rất là ngon lành. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng đó là cậu bé Su Kha chỉ mới có 7 tuổi thôi mà biết quay trở lại kiểm tâm mình, thì chỉ trong một có một buổi thôi thì đã chứng quả. Thì qua đây chúng ta thấy rằng đó là chúng ta không có cái pháp tu nào nó quan trọng bằng chúng ta tu tâm. Vì vậy mà Đức Thầy mới kêu chúng ta là phải đem tâm hồi hướng tốt lành. Thưa quý đồng đạo, Đức Thầy dạy rất là đặc biệt. Không kêu chúng ta đem tâm hồi hướng tốt lành mà Ngài bảo chúng ta hãy đem tâm hồi hướng tốt lành. Thì chúng ta coi cái chữ hồi hướng đó, cái chữ hồi có nghĩa là quay trở về, mà cái chữ hướng có nghĩa là hướng đến hay là ngó đến. Ở đây muốn nói đó là hồi tà hướng chánh, mà hồi ác hướng thiện, phải không quý đồng đạo? Như Đức Thầy bảo là ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùm, hay là chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Mà con coi hồi hướng về đâu, Đức Thầy nói rất rõ là phải hồi hướng gốc lành mới được quý đồng đạo. Thì chúng ta thấy cái chữ gốc lành đó quý đồng đạo, gốc lành hay là cái cội lành, thì ở đây nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó, gốc lành thì Đức Thầy ở đây dùng cái lối quán dụ là chỉ cho cái đạo. Thưa quý đồng đạo, tại sao gốc lành là chỉ cho cái đạo? Bởi vì chúng ta biết là tất cả cái đường lối của các bậc thánh nhân, của tam giáo thánh nhân thì đều chung quy dạy con người về một cái chữ lành. Như Đức Thầy bảo là đục trong bốn muốn ngọn ngành, viên đời trao chĩa chữ lành cho xong. Hay là Đức Phật cũng có cho biết là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Có nghĩa là việc ác đừng làm mà việc lành gồm làm. Rồi sách Đại học cũng dạy như thế nào quý đồng đạo? Đại học chi đạo tại minh, minh đức tại tâm dân, tại trí ơn trí thiện. Có nghĩa là sách Đại học nói rằng hãy tập cho mình có cái đức sáng để cải thiện, đổi mới đời sống cho dân và đưa họ đến cái chỗ tốt lành. Phải không quý đồng đạo? Tất cả các đường lối của đạo thì đều dạy con người làm lành. Như người xưa từng bảo là chim khôn thì tìm cây lành mà đậu, người khôn thì tìm chúa chánh mà thờ. Nhưng đặc biệt cái gốc lành ở đây, Đức Thầy chúng ta muốn giới thiệu đây là cái giáo lý của Ngài xuất phát từ cái gốc của đạo Phật, là nền tảng của Phật Đà với đồng đạo. Mà hôm nay Đức Thầy chúng ta với cái sứ mạng lâm phàm trong cái thời kỳ này để dạy đạo. Ngài cho biết là Đức Di Đà truyền mở đạo lành bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Hay là đạo vô vi của Phật Ân Cần, nấu theo chí Thích Ca ngày trước. Thưa quý đồng đạo, Đức Thầy chúng ta đã vì phong quá nhân sanh phù hợp, Ngài ra đời để mà quy nguyên Phật Pháp, căn tâm giáo điều để chỉ dạy cho chúng sanh trong cái thời kỳ nay. Như Đức Thầy cho biết là đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang. Thưa quý đồng đạo, thế mà có lắm người không tin, nghi nan sợ sệt, nói đủ thứ hết trơn. Có nhiều người đó là cho rằng đạo Phật mới là đạo gốc, còn đạo Phật giáo Hòa Hảo của mình đó là đạo con, đạo ngọn. Tu theo đạo Phật mới giải thoát, còn tu theo Phật giáo Hòa Hảo thì không có giải thoát. Chúng tôi rất là đau lòng khi nhìn thấy những đồng đạo chúng ta mà bỏ đạo Phật giáo Hòa Hảo của mình đi theo tôn giáo bạn. Quý đồng đạo, thì chúng tôi rất là đau lòng. Chúng ta biết rằng vì sao mà Đức Thầy chúng ta phải ra đời? Đức Thầy cho biết rất rõ, quá mắt mỏ bởi chân phạm nữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mở chuông bài đọc tụng ó la, chớ kiếm kẻ tường không nghĩa lý. Dòm trước mắt thấy điều hồ mỹ nên động lòng, bác ái dạy răng. Kéo những ai lợi dụng làm sặc cho suy sụp chân nhân mù mịt. Hay Ngài cho biết là ngàn năm đạo lý chẳng que, bị ngươi thần tú bài chè cùng sôi.
kinh giới sám ngoài môi nói tụng đạo suy đồi bại lũng gì ai đem nguồn chân lý bằng nai ta với dân chúng lạc lòi giống xưa chung cái bảo cảnh như thế cả ngàn năm nhân văn sao xuyến sau tu hoài chẳng thấy ai thành nên đức thầy chúng ta mới ra đời ngài mới chỉ dạy lại cái phương pháp tu rất là phù hợp để cho con người chúng ta tu hành ai ai cũng đạt được cái kết quả chứng đắc giải thoát. Thế mà có lắm người nghi nan nên ngài bảo là đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cũng dình gốc xưa, hay là biết gốc lành sao tội không dình, ngạt ngào thiên kệ lời kinh hơn nhờ chư Phật quay thân giáo truyền. Thưa quý đồng đạo, chúng ta rất là may duyên ra đời gặp cái ánh sáng đạo lành mà đức thầy chúng ta là một vị cổ Phật lâm phàm để trở lại đây dẫn lối đưa đường cho chúng sanh, nên ngài kêu chúng ta hãy mau hướng về đó. Mùi đạo diệu chúng dân ráng kiến trễ thời kỳ khó gặp đặc ban. Thì cái ý thứ nhất là gốc lành là chỉ cho cái đạo, mà nhất là cái đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta, đức thầy chúng ta ra đời để mà nhân sắc trị của chư Phật lâm phàm trở lại đây để mà chỉ dạy cho chúng sanh. Thì đây là cái ý thứ nhất. Còn cái ý thứ hai, chữ gốc lành là do cái nghĩa của cái chữ thiện căn, bởi vì cái chữ gốc là cái do nghĩa của cái chữ căn, còn cái chữ lành tức là chữ thiện đó quý đồng đạo, thì do cái nghĩa của chữ thiện căn mà ra. Mà đức thầy nói như thế nào quý đồng đạo? Có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Hay là cụ Nguyễn Du nói như thế nào quý đồng đạo? Thiện căn vốn tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ ta. Thì chúng ta biết rằng tất cả chúng sanh ai cũng có cái căn lành, có cái gốc lành nơi chính mình. Có nghĩa là ai cũng có cái tâm chân như, có cái Phật tánh trường tồn, bất sanh bất diệt nơi mỗi chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã bỏ quên đi, theo cái đồng đạo chúng ta vì chạy theo cái vọng nhiễm của thế trần mà chúng ta đã xa lìa cái Phật tâm của mình. Nên hôm nay ngài kêu chúng ta là hãy quay trở lại để mà tìm lại cái tam bảo tự tâm của chúng ta. Nên ngài cho biết như thế nào với đồng đạo? Trao sửa tâm phàm tìm tội cũ, về nơi thiên cảnh mới nhàn thanh. Nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa, hãy ráng tầm. Hay là các chúng sanh đều có như ta, vị vô minh vọng tưởng dại tà, nên quay đồn ta bà khỏi khổ. Thưa quý đồng đạo, người mới sanh tánh thiện trời dành, ai ai cũng có cái thiện căn, cái tánh lành cả. Nhưng mà bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh, thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại thánh xưa. Vì vậy mà ngài kêu chúng ta đó là hãy mau qua về với cái cửa đạo để tìm trở lại cái tâm chân như, cái Phật tánh của chính mình, để không còn trầm luân trong cái biển luân hồi sanh tử. Mà Đức Luật Tổ bảo là phải giác ngộ học theo thành Phật, bằng mũi mê lúc vật trần gian, được vẻ vui thiệt nẻo thiên đàng, chút phiền não là hàng địa ngục. Rồi làm chân chánh ấy là pháp dạy theo bàn môn, lẽ ấy là tà, đạo vô di thì quá cao xa, thủ di ấy sanh ra dối dạ. Rồi tánh ở chân mới gọi gặt tăng, lòng thanh tịnh mới rằng tu niệm, còn mũi mê chưa tường ý niệm, lắm thật lòng thúc niệm tu hành. Thì vậy thì với cái câu này đức thầy nói là em tâm hồi hướng gốc lành, tức là ngài kêu chúng ta hãy quay trở về quy y với đạo, hầu tìm trở lại cái tam bảo tự tánh của chúng ta, Phật tánh vốn có tự ngàn xưa của mỗi con người chúng ta. Thì đây là cái ý thứ nhất. Thưa quý đồng đạo, thể chúng ta đem quy y vào đạo, tức là chúng ta là con của Phật, phải không quý đồng đạo? Mà hãy là con của Phật thì đức thầy giải tiếp như thế nào? Hãy đem tâm hồi hướng gốc lành thì phải làm tôn Phật tổ, phải chí thành chí chân. Thì chúng ta coi với cái từ làm tôi Phật tổ, nghe làm tôi sao nó nặng quá phải không quý đồng đạo? Thưa quý đồng đạo, làm tôi hay là làm tớ có nghĩa là một cái người này đó là nó chịu dưới cái sự chỉ bảo phục tùng theo cái mệnh lệnh của người chủ mình, chứ nó không có cái gì gọi là nặng nề cả. Thưa quý đồng đạo, đức thầy nói như thế nào quý đồng đạo? Đức thầy hằng bảo là ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Thưa quý đồng đạo, cái người làm con của Phật đó, vô cùng quý báu quý đồng đạo. Phải làm con của Phật có nghĩa là chúng ta đang sống trong nhà của Phật, đang ăn cơm của Phật, uống nước của Phật, mặc áo của Phật, nấu pháp của Phật, và chờ một cái thời gian nữa là chúng ta sẽ ngồi tòa của Phật, phải không quý đồng đạo? Cái người làm con Phật nó vô cùng quý báu. Mà cái người làm con Phật, phải không quý đồng đạo ơi, nó có hai cái nhiệm vụ thiêng liêng. Một là làm sao chúng ta phải tu hành giải thoát, và làm sao phải cứu độ chúng sanh. Bởi vì cái thầy nói là như thế nào quý đồng đạo? Phận tớ sát phàm, tớ sẽ dâng cúng dường cho Phật, Phật đành ưng, dù cho phải chịu ngàn cay đắng, cũng nguyện đạo màu sẽ chấn hưng. Thưa quý đồng đạo, hay là biết làm tôi Phật gửi thâm liên đàn,
cầu cho mối đạo hoằng khai, cầu cho trăm họ đồng lai được gặp. Mà đặc biệt người Đức Thầy nói rất rõ là làm tôn Phật Tổ. Thưa quý đồng đạo, vậy thì Phật Tổ là Phật nào? Chúng ta biết cái chữ Tổ là cái người đứng đầu để mà sáng lập nên một cái nghề nghiệp gì đó, thì gọi đó là Tổ, là cái người đứng đầu, cái người sáng lập một cái ngành nghề thì gọi là Tổ. Thì ở đây chúng ta thấy Phật Tổ là chỉ cho vị Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà. Bởi vì sao? Đức Phật Thích Ca là cái người đầu tiên để mà khai sáng ra cái đạo Phật, và chính Ngài là vị giáo chủ của cõi Ta Bà. Thế nên Đức Thầy nói là nhớ thở trước quay linh Phật Tổ, phép Phật không trừ lũ ma dương. Hay là hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoàng. Còn chúng ta biết Đức A Di Đà cũng là vị giáo chủ của cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Mà Đức Thầy cho biết như thế nào với đồng đạo? Cùng dưng lĩnh Tây Phương Phật Tổ đặng giáo truyền khắp cả năm kỳ. Hay là sắc của A Di Đà Phật Tổ, bốn chữ xuống trần chớ ở đâu. Thì chúng ta thấy rất rõ hôm nay chúng ta biết Đức Thầy chúng ta dưng sắc trị của chư Phật lâm phàm, mà nhất là hai vị Phật Tổ xuống trần để dạy đạo. Thì hôm nay Đức Thầy chúng ta là một cái vị sứ thần để làm cái việc cầu nối cho chúng sanh. Vì vậy mà hôm nay chúng ta quy y với Đức Thầy, tức là chúng ta cũng là tôi của Đức Phật Tổ. Nên trong bài cúng hàng ngày chúng ta nguyện đó, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, ngày nào cũng Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy hết, phải không quý đồng đạo? Mà hãy làm tôi Phật Tổ thì cái điều kiện quan trọng chúng ta không thể thiếu đó là gì quý đồng đạo? Phải chí hành, chí chân. Thì đây là hai cái vấn đề căn bản mà cái người làm tôi Phật không thể thiếu được. Nếu chúng ta thiếu thì không thể nào mà xứng đáng được. Thì chúng ta tìm coi như thế nào gọi là chí thành, mà như thế nào mới gọi là chí chân. Thưa quý cô bác anh chị em, chí thành là gì? Chữ chí có nghĩa là bầu cùng, còn cái chữ thành tức là thành ý. Vậy thì chí thành có nghĩa là cái sự thành ý đến tột cùng, cái lòng thành tha thiết để mà mong cầu một cái sự việc gì đó để cho đạt đến cái kết quả. Như Đức Thầy nói sao với đồng đạo? Đức Thầy cho biết như thế nào với đồng đạo? Thứ bảy chánh niệm vị thầy, khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Hay là Tây Phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đau lai. Thì cái chí thành ở đây muốn nói lên cái lòng thành tâm của mình. Nếu chúng ta niệm Phật hay chúng ta cầu nguyện bất cứ một việc gì mà do ở cái chỗ cái lòng thành chúng ta thì sẽ được Đức Phật chứng giám cho chúng ta. Thưa quý đồng đạo, thì đây là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, cái lòng thành, chí thành ở đây còn muốn nói lên cái điều gì quý đồng đạo? Nói lên cái sự tận tâm tận lực, gom hết tâm cơ trí não để chúng ta đeo đuổi một cái công việc, giàu khó khăn đến mức độ nào chúng ta cũng quyết gìn giữ cho đến khi mà chúng ta đạt thành cái kết quả mới thôi. Thì như vậy thì mới gọi là cái lòng chí thành. Như cái thầy chúng ta nói như thế nào với đồng đạo? Tấm lòng thành gian chung chớ khiếp. Hay là cái thầy nói như thế nào nữa với đồng đạo? Đầu ngưỡng vọng đất trời, minh chứng tấm lòng thành quyết dựng đạo đời. Chúng ta thấy cái tấm lòng thành của Đức Thầy quyết cứu độ chúng sanh. Vì vậy mà trải bao gian khổ Đức Thầy chúng ta cũng không sợ lòng. Thì hôm nay chúng ta thấy Đức Thầy cũng nhắc cho chúng ta trên cái bước đường tu trải qua nhiều cái sự trong gai thử thách. Vì vậy mà hãy cái người có lòng chí thành thì chúng ta lúc nào cũng phải trung thành với giáo lý, cũng trung thành với cái sự nghiệp đạo đức mà Thầy tổ chúng ta đã chỉ dạy. Chúng ta thấy khi xưa đó, vào cái thời Tam Quốc, thì chúng ta thấy là Quan Công nè, Lưu Bị, phải không quý đồng đạo? Quan Công, Trương Phi, Lưu Bị để mà đi cộng tổng binh đó, thì người ta thường có nhớ cái câu là Tam Cố Mau Lư, có nghĩa là ba lần đến nhà tranh. Chúng ta thấy đó, khi mà Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi đi đến cầu Thổng Minh hai lần đầu thì sao quý đồng đạo? Cầu không có gặp, phải không? Thì lúc bấy giờ đó là ông Trương Phi ổng thớt không có cái lòng chí thành, thì ông nản, ông nói thôi đi, có thớt mắc thớt gì ở đâu mà phải nhập công phải đi cầu như thế, nghĩ không có đi. Thì ông Lưu Bị ông mới nói làm sao? Nói thôi nếu hai người không đi thì để mình anh ta đi cũng được. Thì lần này đó ông Lưu Bị đi thì hai ông kia cũng lót khóc theo sau. Đi đến nơi thì sao? Bây giờ đó là ông tổng binh ông Hữu, thấy không? Ông Hữu thì hai ông kia ông nổi nóng lên, ông nhất là ông Trung Quy nổi nóng lên là muốn đốt nhà của ông tổng binh rồi. Thì lúc bây giờ đó là ông Lưu Bị hết sức là lòng chí thành mới đứng quỳ ở nơi đó mà chờ ông Thổng Minh thức giấc. Thì khi Thổng Minh thức giấc mới thấy cái lòng chí thành của Lưu Bị thì sao? Hứa giúp việc với ông cùng với các ông mới phục hưng lại cái cơ nghiệp của nhà Hán. Thì chúng ta thấy do cái lòng chí thành mà sẽ đạt thành cái kết quả, phải không quý đồng đạo?
hay là chúng ta thấy Đức Thầy chúng ta nhắc là nhân thời xưa có gã Tử Phòng đó, xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi hiểu mà ăn tá tánh. Do đâu mà ông Tử Phòng ổng đã biết rõ cái thời cơ, cũng là do ổng có cái lòng chí thành với ông cái đồng đạo. Nhưng Tử Phòng đó là sau khi mà ông đã ôm cái mối hờn trong vắt, thì ông đi khắp nơi để mà cầu những cái người hiền đó mà để liên kết với nhau để mà giúp nước. Thì lúc bây giờ đó là ông mới đi cầu với ông Quỳnh Thạch Công, phải không quý đồng đạo? Khi mà cầu với Quỳnh Thạch Công thì sao? Đi đến đó là ông Quỳnh Thạch Công, ông thử ra ba lần ông làm lớp ghép. Thử coi cái ông này như thế nào. Ba lần đó là Quỳnh Thạch Công làm lớp ghép, nhưng mà ông Tử Phòng thì lúc nào cũng hết dạ, dâng dép lên cho anh. Thì ông Tử Quỳnh Thạch Công mới thấy Tử Phòng đó là có cái ý chí, vì vậy mới nói thôi, ngày mai đó là đến đúng canh năm đó là ngày ngươi hãy đến cây cầu này nè. Đến canh năm đến thì để ta truyền cho, ta truyền binh pháp cho. Thì đến canh năm đó là chúng ta biết là khi mà Tử Phòng đến thì bây giờ Quỳnh Thạch Công đến trước nữa rồi. Thì ông Quỳnh Thạch Công mới nói ngươi cầu học với ta đó, thì ngươi phải đến trước hơn ta. Cái người cầu học thì phải có lòng chí thành, phải đến trước chứ tại sao mà đến trễ như thế này. Thôi bữa nay không có truyền được, qua cái ngày sau đi. Ngày sau đó là đến canh ba thì đến đi, ta sẽ truyền cho. Thì qua cái ngày sau đến canh ba là Tử Phòng đến thì sao? Bây giờ đó là ông Quỳnh Thạch Công đến trước nữa rồi, phải không? Đến trước nữa rồi, vì vậy ông nói thôi, ngươi thiếu lòng chí thành rồi, ta không có dạy ngươi được đâu. Đợi bữa sau đi, bữa sau là đúng canh hai đến đi, ta truyền cho. Thì bây giờ đó là ông Tử Phòng sao với đồng đạo? Thôi bây giờ đi tới thân giác nào, ông cũng tới sớm hơn mình, cho chiều là ông ta tách chiếu ra đó và chảy ngồi sẵn sao? Chờ đó là đúng, đến cái canh hai đó thì bây giờ ông Quỳnh Thạch Công ông tới. Ông tới thì ông mới thấy rõ cái lòng chí thành của ông Tử Phòng. Thì cuối cùng ông mới trao cho cái quyển thiên thơ đột trận. Vì vậy mà sau đó đó, ông Tử Phòng ông mới nhìn vào đó, ông mới biết được hết mọi cái thời cơ. Vì vậy mà ông đã làm nên được cái đại nghiệp. Thì qua đây chúng ta thấy cái lòng chí thành có nghĩa là chúng ta phải chịu mọi cái sự gian truân, mọi cái sự khổ khó, mọi cái sự trung thành, mọi cái sự bền bỉ để chúng ta quyết tâm đeo đuổi cái công việc cho đến khi đạt thành mục đích mới thôi. Thì hôm nay chúng ta học đạo, là người học đạo thì chúng ta phải có cái lòng chí thành với cái sự nghiệp tu hành của mình, phải không quý đồng đạo? Bây giờ chúng ta với ví dụ chúng ta nấu cái sự ăn chay đi, nếu chúng ta thiếu lòng chí thành cũng khó mà ăn được quý đồng đạo. Bởi vì sao có nhiều người bệnh đau cái đi tới bác sĩ đó, cái người ta nói không cho quý ông quý bà đi nghe, ăn chay đó nha, khô máu khô mủ chị không được đó, chết hết trơn nha, phải không? Thiếu lòng chí thành là chúng ta về nhà là chở bỏ liền, phải không? Hay là thí dụ những cái vị tu sĩ mà sống độc thân đó, cái người ta hù, phải không? Tôi cho quý vị mà tu nha, nữa có già đó là bòi xuống sông xuống nước đó, không có ai nuôi đâu. Cái thiếu lòng chí thành cũng bỏ luôn, phải không cái đồng đạo? Thiếu đồng đạo, cái lòng chí thành nó rất là quan trọng. Vì vậy mà đây nó là cái tiền đề, là cái sức mạnh để giúp cho chúng ta đạt đến cái mục đích thành công. Vì vậy mà sách thắng dạy như thế nào quý đồng đạo? Dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quách, dục trị kỳ quách, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân, mà dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm, mà dục chánh kỳ tâm thì tiên thành kỳ ý. Chúng ta thấy cái thành ý nó là cái đầu mối để giúp cho chúng ta đạt đến cái mục đích thành công. Vì vậy mà ngài Phan Bội Châu nói một cái câu như thế này: bát canh hòa với máu gan, dâm trời cũng thấu lời gian cho mình. Mũi tên mà dồn hết tâm thành, bắn vào đá cứng, tan tành như chơi. Phải không cái đồng đạo? Hay là như thế nào? Trong kinh cũng nói là thành tâm sở trí, kim thạch dị khai. Thể mà cái sức thành tâm hướng đến lâu rồi thì sao? Chẻ núi phá dài đến đó. Thưa quý đồng đạo, vì vậy mà cái sức thành tâm, cái sức thành ý nó rất là quan trọng. Vì vậy là người tu mà nếu chúng ta thiếu cái thành ý rồi thì chúng ta sẽ bỏ dở cái sự tu, mà chúng ta có cái thành ý rồi thì chúng ta mới vượt qua được những cái sự thử thách của trò đời cai nghiện, chúng ta mới vượt qua được những cái sự cám dỗ, chúng ta mới thẳng tiến đi đến cái mục đích thành công. Dầu trải bao cái sự thử thách, cái sự gian khó như thế nào, chúng ta cũng đạt thành đạo nguyện. Chúng ta biết khi xưa đó quý đồng đạo, có ông Thanh Tấn Sĩ. Vào cái thời kỳ đó là có một cái vị vua này đó là rất là nhân hậu. Ông ta ra cái chiếu chỉ đó, ở trong nước mãi ai ăn chay niệm Phật đó nha, là ông ta sẽ ban bố cho cái cuộc sống rất là đủ đầy. Ông ta cũng như là cung cấp lương thực để cho cái người tu hành đó là được sống một cái cuộc sống rất là đầy đủ, rất là yên lặng. Thì tôi nói cả nước vậy đó, ai cũng có cái bộ đồ tu hết chứ. Mà ban ngày đó thì có cái hình tướng tu, ban đêm thì phạm giới khôi chay, trụ chè cờ bạc. Vì vậy mà ông vua này ông quá thất vọng đi. Còn hôm nọ ông mới ra cái chiếu chỉ lật ngược trở lại. Ông ra cái chiếu chỉ ở trong nước ông đó nha, ai mà ăn chay niệm Phật đó, ông chém đầu hết trơn.
thì sao có đồng đạo ra cái chiếu chỉ như vậy là có một ngày một thôi, là nhìn lại trong nước là không còn một cái bóng dáng người tu nào hết, mất tiêu hết trơn, thay đổi toàn bộ hết trơn. Thì đội quân lính của nhà vua đi lùng bắt khắp nơi coi còn có ai mà có cái lòng chí thành để tu không, thì tìm khắp nơi hết trơn. Thì đi dọc núi thấy có cái ông thanh tướng sĩ, ông ta đang ngồi đây niệm Phật thanh thiền đây đây. Thì quân lính của nhà vua gùng gùng kéo đến, nó ông có nghe gì không, ông có nghe chí chỉ của nhà vua ban ra không, mà sao ông lại ngồi đây tu hành như thế này? Thì ông thanh tướng sĩ nói tôi đã có nghe chiếu chỉ của nhà vua. Nói vậy thì ông có nghe, xin mời ông về chiều. Bắt đầu quân lính của ta mới kéo ông thanh tướng sĩ dẫn về chiều đình. Người ta nói đến về chiều rồi đó nha, thì ông đứng trước hai bên đó là mọi người bá quan văn võ, mà nhất là đứng trước cái lưỡi dao sáng quắc của một cái tên đau phủ là sắp chém đầu ông. Nhưng mà lòng của ông đó là không một chút nào mà lo sợ hết, lòng ông rất là thanh thản. Ông mới kêu các con ông lại mới dặn như thế này: này các con nên nhớ lời cha dặn, thà chết mà giữ đạo còn hơn sống mà bỏ đạo để rồi phải trầm luôn. Các con ạ, chúng ta rất may duyên ra đời gặp được đạo, thì các con phải cố mà giữ lấy đạo để mình được an vui hạnh phúc trong hiện đời và tương lai mới đắc đạo giải thoát. Còn những chúng ta vì một cái gì đó bỏ đạo thì đời đời trầm luôn. Thì ông ta không có sợ gì hết trơn, thì nghe nói đến đây rồi đó, nghe cái tên đau phụ cũng gớm gớm luôn với đồng đạo. Thì liền đó là đức vua mới đi đến trước ông thanh tướng sĩ mới quỳ xuống mới nói như thế nào với đồng đạo biết không: ôi ôi, ngươi mới thật là một vị một lòng vì đạo. Từ đó thì ông vua quá sức vui mừng nâng đỡ ông thanh tướng sĩ lên và mới nói: ôi ôi, ngươi chính là một cái người một thật lòng vì đạo thôi, là thanh từ đây về sau đó nha, hãy cùng chẳng để mà thưởng vinh quang phú quý. Tôi nói ông ban thưởng cho ông thanh tướng sĩ rất nhiều vàng bạc và thưởng ban thưởng một cái cuộc sống rất là an lạc. Thì qua đây chúng ta thấy rằng chúng ta phải có lòng chí thành với ông thanh tướng sĩ mới được, phải không quý đồng đạo? Chúng ta mới vượt qua được một cái sự thử thách của trò đời, thưa quý đồng đạo. Nhưng mà chúng ta có cái lòng chí thành mà chí thành trong cái chỗ bà dạy có được không quý đồng đạo? Người ta nói làm sao, nhiệt tình đó mà thêm ngu dốt thì sao? Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt là đại phá sản, phải không? Còn chúng ta chí thành mà trong cái chỗ tà dạy là tại sao đó? Vì vậy mà Đức Thầy chúng ta rất là tài quý đồng đạo. Đức Thầy ngoài cái việc chí thành, Đức Thầy mới đề cập là phải chí chơn nữa mới được quý đồng đạo. Là to Phật tổ chí thành, chí chơn. Thưa quý cô bác anh chị em, chí chơn là gì? Cái chữ chơn đó, cái chữ chí là tột cùng rồi, là gấp mực rồi. Còn cái chữ chơn là biến âm của cái tử chân, phải không quý đồng đạo? Chơn ở đây tức nghĩa là cái sự chơn chánh, cái sự trong sạch. Thưa quý đồng đạo, vậy thì trí chơn là ý muốn nói là rất mực chơn chánh, có nghĩa là rất mực ngay thẳng, tu hành đó là không vụ lợi, thì gọi đó là trí chơn. Thưa quý đồng đạo, Đức Thầy nói như thế nào quý đồng đạo? Đức Thầy than phải không? Đức Thầy nói là tu chơn chánh mới không hổ tiếng, mà Đức Thầy nói là chơn tu thì quá ít thôi. Nhiều người ẩn sĩ nó thấy lầu tánh thanh. Thưa quý đồng đạo, chứ là trong cái thời kỳ Đức Thầy chúng ta ra đời dạy đạo thì cái người chân tu thì rất là ít thôi, mà cái người đó ẩn sĩ ẩn dương nương Phật đó, lợi dụng của chùa đó là mượn đạo tạo đời thì có rất nhiều. Đức Thầy thì diễn tả cái cảnh trạng mà Đức Thầy đó bước vào chùa đó, thấy Phật lại dài lui khỏi cửa ra tay cấu xé, hay là cuộc sám hối vô chùa thường thấy làm gian lừa biết mấy nhiêu lần, thấy dương gian lừa gạt thanh thần mà chua xót cho đời hoa ngạ. Thưa quý đồng đạo, bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chơn chánh mới hồng vinh quang. Thì chúng ta nhìn lại coi bất luận là ai, phải chúng ta tu hành mà lòng chúng ta còn không còn tham lam danh dị tiền tài sắc đẹp, lòng chúng ta không còn chạy theo âm thanh sắc tướng mê tín dị đoan, thì đó là cái người chân chánh. Còn chúng ta tu mà Đức Thầy nói là tu hành dương thế chạy đồng tiền, tu hành mà chúng ta mượn đạo tạo đời, chúng ta chạy theo những cái hình tướng sắc màu, lìa xa với chánh pháp vô vi, thì đó không thể gọi là chân được, phải không quý đồng đạo? Thì đó là chúng ta tu theo cái tà thiết. Thưa quý cô bác anh chị em, muốn đạt đến cái chỗ trí chân này thì không gì hơn là chúng ta phải hành qua bát chánh đạo. Bởi vì bát chánh đạo nó có công năng, nó cải sửa con người từ cái hành động, cái ngôn ngữ và cái tư tưởng đi đến cái chỗ trí chân thiện mỹ. Mà Đức Thầy nói là chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Hãy ai mà hành qua đạo bát chánh thì chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ trí chân của đồng đạo.
nhất là về cái hành động. Về cái hành động thì chúng ta hằng ngày chúng ta cố gắng, chúng ta sống ở trong cái chánh nghiệp mà Đức Thầy dạy là câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường, hay là thứ tư chánh nghiệp mặc dầu nghề chi thì cũng ở hầu làm ngay. Thì chúng ta hành theo bát chánh đạo thì tức là cái hành động chúng ta sẽ chân chánh. Còn chúng ta là cái người tu, là đệ tử của Phật mà chúng ta không hành đúng chánh nghiệp, đắp cái dòng ganh thì đắp có bên của người ta không, nó trông như là cái cù nèo vậy đó. Thì sao gọi là chơi đây? Hay là ra chợ thì Đức Thầy dạy là việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lặng lường cháo đấu. Mà cho cân 1kg mà về nhà còn có 800g à. Thì sao gọi là chơi phải không quý đồng đạo? Nhất là cái hành động thì chúng chơi thì chúng ta phải hành đúng cái chánh nghiệp. Còn cái thứ hai là về cái ngôn ngữ, có nghĩa là cái lời nói của chúng ta muốn được chân chánh thì chúng ta phải hành đúng cái chánh ngữ. Mà Đức Thầy dạy thứ sáu, chánh ngữ liệu con, nói năng điều chánh thì an chớ gì. Hay là câu chánh ngữ, lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn, ngay ngắn tỏ tường, nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Còn đằng này chúng ta cũng là đệ tử của Phật, mà mở miệng ra thì tâm vì thóc, thọc vì gạo, không? Làm cho người ta đau khổ, hay mở miệng ra thì nói những cái lời đó là cay đắng, cọc cằn, nói sóc không, sóc ốc người ta không, thì làm sao mà trên đây? Thưa quý đồng đạo, và nhất là về cái tư tưởng. Về cái tư tưởng thì muốn chân chánh là chúng ta phải hành đúng theo chánh tư duy, chánh tinh tấn, rồi chánh niệm, chánh định. Mà Đức Thầy nói là chánh tư duy một cái thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ, trên cục dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng điều chung chánh mấy màu, việc vui sai mèo mã đâu đâu phải dẹp ghét, nhớ câu luận tự. Thì thưa quý đồng đạo, nói về cái tư tưởng chân chánh này nó rất là thâm sâu. Nếu muốn đạt đến cái chỗ trí chân thì chúng ta làm sao tu hành giữ tâm thanh tịnh, không còn ô nhiễm mọi cái vật dụng ở thế gian, làm cho tâm của chúng ta trở lại cái bản tâm chân như của mình, thì chừng đó chúng ta mới đạt được cái chỗ trí chân gốc gáo. Mà Đức Lục Tổ nói như thế nào quý đồng đạo? Tự tâm tỏ thấu nguồn chân chánh, lìa giả thì tâm dẫn chánh chân. Tự tánh chẳng lìa điều quyển giả, tự mình chẳng tránh chỗ nào chân. Đức Phật Tổ nói rất rõ phải không quý đồng đạo? Nếu tự tánh chúng ta không lìa cái điều quyển giả thì tự mình chẳng tránh chỗ nào chân. Muốn đạt đến cái chỗ trí chân thì làm sao cái tâm mình phải giữ cho đúng với cái chánh pháp vô vi thanh tịnh để đạt đến cái chân tâm mà Đức Thầy Đức Lục Tổ đã dạy. Hay là Đức Lục Tổ nói như thế nào đối với đồng đạo? Người tu hành muốn kiếm Phật tâm, nơi nào kiếm chân thân của Phật, trong tự tánh thấy thường chân thật, có chân thì giống Phật mới thành. Có chân thì giống Phật mới thành, còn chúng ta không chân rồi thì giống Phật không thể thành đạo được. Hay là Đức Phật Lục Tổ còn nói như thế nào? Tánh ở chân mới gọi rằng tăng, lòng thanh tịnh mới rằng tu niệm, còn mũi mê chưa được ý niệm, lóng sạch lòng thúc liễn tu hành. Thì thưa quý đồng đạo, thì qua đây nói chung là trí chân là chúng ta phải làm sao tu hành đúng theo cái chân lý của Đức Thầy chúng ta đã chỉ dạy. Tu hành trung thành theo tôn trị giáo lý, không lợt lạc, không bắt chước tôn giáo bạn, phải không quý đồng đạo? Nhất là không nên mê tín gì đâu. Còn bây giờ muốn đạt đến trí chân mà chúng ta tu hành đó là không giữ theo cái giáo lý của thầy tổ mình chỉ dạy, mà thấy tôn giáo bạn người ta làm cái thế này, cái điều nào cái chúng ta bỏ đó, tôn giáo mình chạy theo người ta, làm giống người ta, thì đấy là chúng ta đã đi sai lệch cái đường lối thầy tổ chúng ta dạy, thì không đạt đến cái chỗ trí chân được. Thì thưa quý đồng đạo, thì nói chung là hai cái câu mà Đức Thầy nói, đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôn Phật tổ chí thành chí chân, là Ngài bảo chúng ta là phải quy y theo đạo, trở về với tự tánh thanh tịnh của mình, là làm như thế nào phải hết lòng vì đạo cho tu hành một cách chân chánh. Thưa quý đồng đạo, mà muốn đạt cái điều này dễ không quý đồng đạo? Dễ không? Thưa quý cô bác anh chị em, nó không dễ đâu, phải trải qua nhiều cái sự gian truân khổ khó. Vì vậy mà Đức Thầy còn phải cân nhắc chúng ta thêm, là dầu mắc phải mưa đơn gió ghét, cũng kiên trì mà dẹt gai châm. Thưa quý cô bác anh chị em ơi, trên cái bước đường tu nó trải qua nhiều cái sự gian truân khổ khó, nên Đức Thầy nói dầu mắc phải, có nghĩa là dầu mang gánh hay là dướng mắc một cái hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu đi chăng nữa, chẳng hạn như là mưa đơn gió két, thì chúng ta thấy con cái tử mưa đơn gió két như thế nào. Thưa quý đồng đạo, mưa đơn gió két thì ở đây chúng ta tìm từ ngữ thì chúng tôi coi rất nhiều cái từ ngữ, rất nhiều cái từ điển mà không có thấy cái chữ mưa đơn như thế nào, mà cũng không thấy cái gió két cái nghĩa ra sao, mà có thấy như thế nào quý đồng đạo? Mưa phùn, mưa ngâu hay là mưa luồn, dân dân phải không? Còn gió thì gió chướng, gió nờm hay là gió mây ngoại tình,
gió bắc mà không có thấy cái từ gió kép. Mà ở đây Đức Thầy chúng ta dùng mưa đơn gió kép rất nhiều, phải không quý đồng đạo? Đức Thầy nói giặt dồi gió kép mưa đơn, đau thương gì bởi nghĩa ơn chẳng tròn. Hay văn làm đạo ba diền năm mối, dầu gặp cơn gió thổi mưa tung. Thì ở đây chúng ta nghĩ như thế này, gió kép mưa tung ở đây, tức là mưa đơn ở đây, ý muốn nói lên mưa gió giặt dồn chỉ cho những cái cảnh khổ khó, những cái cảnh phủ phàng mà hàng ngày nó mang đến cho chúng ta, thì gọi đó là mưa đơn gió kép. Thưa quý đồng đạo, mưa đơn tức là mưa từng hồi, phải không quý đồng đạo? Còn gió kép tức nghĩa là gió thổi luân hồi. Mà thường thường người ta ở một cái chặng mưa nào mà phải cái mưa mà nó ít á, mưa nó ít, mưa đơn tức là mưa ít, mà gió kép là gió nhiều. Gió thổi hoài thì mưa ít, gió nhiều, ta nói bão. Hôm nay trời bão rồi, phải không chú hai? Trời bão vì vậy mà mưa thì nó ít hột, mà gió nó cứ thổi hoài, người ta nói trời bão. Thì bão ở đây là chỉ cho bão tốt của cuộc đời, phải không quý đồng đạo? Thưa quý cô bác anh chị em, và cái chữ gió kép ở đây đó, thì theo Phật học đó quý đồng đạo, nó còn nói lên cái gió gì quý đồng đạo? Gió liên hồn mà nó thổi hoài, nó thổi riết làm tắt đèn trí huệ cho chúng ta hết trơn. Thì ở đây muốn nói đến là gió bát phong quý đồng đạo. Tám cái ngọn gió đó mà nhà Phật nói là lợi, si, quỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Ta nói mình coi coi ngày nào chúng ta cũng bị nó thổi hết trơn, phải không? Bây giờ lợi là gì? Chúng ta làm ăn được lợi học quá, làm cho nói làm một mà nó lời đâu lời ba, làm biết mà làm ngày làm đêm biết rồi bỏ công phu cúng lại hết trơn, thì cái lợi này nó cũng rất là nguy hiểm, phải không? Cái độc đạo. Rồi suy có nghĩa là khi mà gia đình chúng ta nó làm ăn thất bát, phải không? Làm đâu nó lỗ đó biết rồi nó đứt vốn hết trơn thì cũng khổ não, tôi không có nổi luôn. Gia bằng trí đoạn tăng ca nhiều về thì nó thổi tung với con nổi, phải không quý đồng đạo? Rồi cái chữ quỷ, quỷ có nghĩa là gì quý đồng đạo? Quỷ có nghĩa là người ta quỷ bán mình, người ta chê bai mình thì mình cũng buồn quá, phải không? Động tâm tôi cũng không nổi. Tôi nói tám cái ngọn gió này quý đồng đạo chúng ta suy nghĩ kỹ lại coi, hình như ngày nào mình cũng bị nó thổi hết trơn, phải không quý đồng đạo? Không thổi ít thì thổi nhiều, phải không quý đồng đạo? Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng. Thì đối với cái gió kép này, cái mưa đơn này, tức là chỉ cho những cái sự thử thách của trò đời, những cái sự gai go khổ sở mà khiến lòng chúng ta chao đảo khó đứng vững trên cái bước đường tu. Thì thưa quý đồng đạo, mà Đức Thầy nói là dầu mắc phải mưa đơn gió kép cũng kiên trì mà dẹp gai trong. Dầu mắc phải thì cũng kiên trì để dẹp chứ không có chạy trốn được, phải không quý đồng đạo? Chữ kiên trì, chữ kiên trì có nghĩa là chuyên tâm trì trí, có nghĩa là chúng ta dồn hết cái tâm lực của mình để chúng ta làm một cái việc gì đó mà chúng ta đeo đuổi trường kỳ đến khi nào chúng ta thành công hay không, thì gọi đó là kiên trì. Thưa quý đồng đạo, kiên trì mà dẹp, dẹp cái gì? Dẹp gai trong. Phải chúng ta đi đường mà chúng ta gặp gai gặp trong thì sao? Nó đau khổ dữ lắm, phải không quý đồng đạo? Nên Đức Thầy nói sao quý đồng đạo? Ta bước bước đường gặp nẻo trong mà không nản chí với nao lòng, dắt diều nhân lợi câu quyền bí của đức dạy đời rạng Á Đông. Hay là như thế nào quý đồng đạo? Nói về cái chữ trong gai thì Đức Thầy nói là làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Thì trong gai ở đây cũng muốn nói lên cái sự thử thách của trò đời cai nghiệt, cũng như là mưa đơn gió kép, những cái làm cho những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh làm cho chúng ta nó cản trở cái bước đường tiến đạo của chúng ta. Thưa quý đồng đạo, Đức Thầy bảo chúng ta phải kiên trì, phải nhẫn nại để mà lướt qua. Thưa quý đồng đạo, tại sao Đức Thầy nói là kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu lắm gian nan dạ chớ nài, vàng đá bao quen cơn nước lửa, trì thao đắm chuyện lúc lâu hài, bền gan chờ đợi ngày xung hiện, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa tùng quần gom một mối phàm trầm, dạng kiếp kiếm bọc lai. Tại sao Đức Thầy bảo chúng ta phải kiên trinh mà chịu lúc nàng tay? Tại sao mình không chạy trốn đi mà phải chịu như vậy? Hay là Đức Thầy nói là phải dẹp gai trong, nó kiên trì mà dẹp, không có đi đường nào khác hơn, cho nó không có trong gai để đi trên cái con đường có trong gai, rồi phải khổ sở, phải dẹp nó. Thưa quý đồng đạo, có nhiều người đang hỏi như vậy đó. Quý cô bác anh chị em mình nên nhớ cái câu mà người ta thường nói là bể trần đầy sóng gió, thế lộ lắm gai trong. Thì chúng ta biết trên cái bước đường tu thì không thể nào mà chúng ta trốn được những cái cảnh này đâu quý đồng đạo. Bởi vì chúng ta biết cái người đi biển thì sao quý đồng đạo? Tại cái người đi biển thì chắc chắn phải gặp sóng to gió lớn, chứ không thể nào mà chúng ta không có được. Vì vậy mà cái người đi biển người ta biết rằng đó là sóng to gió lớn thì người ta phải làm sao? Người ta phải làm đó là cái thuyền của mình đó là phải có mui, phải không quý đồng đạo? Phải có hầm lõi như thế nào để lướt sóng, chứ còn đi biển mà cứ ngồi ở đó giấy cho sóng gió nó đừng có đến để cho con qua sông thì sao quý đồng đạo có được không? Xin thưa, không bao giờ có được.
Thưa quý cô bác anh chị em, chúng ta biết mà khi xưa đó thầy trò Tam Tạng đi thỉnh kinh thì trải qua bao nhiêu nạn mới thỉnh kinh được quý đồng đạo? 84 nạn, thấy không? Vì vậy ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta trên cái bước đường mà đi về Tây Phương chầu Phật thì chúng ta phải trải qua muôn ngàn cái sự thử thách. Tại sao phải có những cái sự thử thách này? Thứ nhất là chi quý đồng đạo, cái sự thử thách đó nó là cái cây thước để đo năng lực tu hành của chúng ta, cái cây thước để thật đo coi ai tu cao ai tu thấp, và đây cũng là cái sự thử thách để coi rạng lòng coi ai siêu ai ngã ai bền, thấy không quý đồng đạo? Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đó là người ta thường nói đó là lửa đỏ thử vàng, mà gian nan thử đạo, càng cao công quả càng dài gian nan. Vì vậy mà ai tu cao chừng nào là bị khảo nhiều chừng đấy, phải không quý đồng đạo? Là do ở cái chỗ mà bị thử thách để rạng lập cái bậc chân tu, thưa quý đồng đạo. Đức thầy nói ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nạn thấu chí cùng chân, nếu bền lòng dị quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật thánh. Người ta nghĩ rằng tu là hạnh phúc mà sao đâu tu hoài mà sao gặp toàn những cái chướng duyên nghịch cảnh quá à. Là chúng ta đừng có than nha quý cô chú chú, đừng có than, là do cái sự nhồi quả của tạo công để rạng lập cái bậc chân tu như thế nào, thưa quý đồng đạo. Giờ chúng ta tu mà chúng ta bị cái sự nhồi quả đó là do đâu quý đồng đạo? Là do chúng ta tu cao rồi đó, chúng ta trả quả dồn rồi đó, phải không? Chúng ta còn nhớ như thế này, khi xưa mà lúc Đức Thầy chúng ta đang thuyết pháp tại tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo thì có ông Hai Quê. Ông Hai Quê là một vị tín đồ hết sức là ngoan hiền, nhưng có điều đáng thương là ông Hai đó, ta nói làm đâu lỗ lã đó, sống một cái cuộc sống hết sức là cơ bản với đồng đạo. Vì vậy mà Đức Thầy rất thương ông Hai. Một hôm nọ đó là Đức Thầy đó muốn an ủi ông Hai Quê. Vì vậy mà sau cái buổi thuyết pháp tối đó, Đức Thầy mới kêu ông Hai Quê lại mới nói như thế này: hôm nay đó ông ngồi lại đây để thầy kể chuyện cổ tích cho ông nghe nghe. Thì ông Hai hồi đại đó Đức Thầy mới kể chuyện như thế này: nói thợ quá khứ đó, xưa thật là xa xưa, thì có một cái người này, cái tánh tình rất là hiền lành, nhưng mà không biết cái nghiệp chướng gì là ông làm đâu lỗ đó, đến nỗi mà đất ruộng thì bán sạch hết trơn, đến nỗi mà nghèo riết rồi làm đâu lỗ đó, không có tiền để mà làm ăn nữa. Vì vậy mà một hôm nọ thì ông bàn với vợ đó là bây giờ phải đi ở đợi chứ không có còn cái phương thế nào hơn nữa. Thì thưa quý đồng đạo, ông cao vị này đi ở đợi thì đi qua đến nhà của ông phú hộ đó mà để mà xin ở đợi đó, thì ông phú hộ mới nói như thế này: ông nói được rồi, ông muốn ở đợi đó thì ông muốn ở cho tôi đó, thì bây giờ mỗi một năm ở đó là 6 đồng, bây giờ ông muốn ở bao nhiêu năm đó thì ông cứ ở đi, thì ông lấy trước tiền đi rồi về nhà đó rồi qua đây mà làm cho tôi. Thì cái anh nhà nghèo này đó là xin ở 3 năm, có nghĩa là nhận 18 đồng với đồng đạo quay trở về. Thì quay trở về chuyện gì xảy ra? Quay trở về đó là trời đã tối đi, vì vậy mà anh nhà nghèo không quay về nhà được mà phải đục ở một cái mé hiên chùa. Thì đục ở bên cái mé hiên chùa bởi vì chiều rồi thì cái ông trụ trì đó cũng kinh xong thì ông ngủ đi. Vì vậy mà cái người này đó là phải ngủ nhờ vào cái mé hiên mà than hôi vào cái đêm đó mưa dầm với đồng đạo. Ở ngoài mé hương nó cũng dột nát không có cái chỗ nào. Thì đến sáng lại đó thì ông trụ trì ông mở cửa ra ông cúng thì ông mới thấy cái người này như thế, thì mới mời vào trong chánh điện và để rót nước mời uống. Thì khi mà mời dùng trà thì cái ông nhà nghèo đó thấy cái ngôi chùa mà nó mưa nó đổ dột tứ tung hết trơn, không còn cái chỗ nào nó khô ráo cả. Thì cái anh nhà nghèo nói: sao ở đây đó sư không có lợp cái chùa lại cho đàng hoàng, cái nơi cái thờ cúng mà sao sư để gì nó quá dột vậy? Thì cái ông sư nẹo mới nói: nơi đây đó Phật tử rất là ít và mọi người cũng rất là nghèo, vì vậy mà không có ai để mà cúng để mà lợp cái ngôi chùa này hết. Thì sao cái đồng đạo, lòng tốt bụng của anh nhà nghèo này quá sức tốt đi, mới tình nguyện hiến với sư đó là 12 đồng, tức là 2 năm ở đợi, trao cho sư, nói sư phải lấy 12 đồng này để mà mua lá để lợp lại cái chùa đi. Thì ông sư nghe cái tình cảnh của cái anh nhà nghèo đâu có nở nào để lấy, nhưng mà cái anh nhà nghèo hết lòng năn nỉ, vì vậy mà ông sư không có nhận lời và ông nhớ mãi cái đức hạnh cao cả của anh nhà nghèo. Vì vậy mà ông ghi vào trong cái bản vàng cái tên của cái người này rất là rõ ràng. Thì cái anh này ông mới về nhà mới đợi nói với còn lại 6 đồng đó mới trao cho vợ. Giờ mới nói rõ cái tình cảnh là mình lãnh 3 năm ở đợi mà gặp cái ngôi chùa như vậy mới cúng hết 12 đồng rồi. Thì cái người vợ cũng quá sức là quan hệ. Thì người chồng mới qua nhà ông phú hộ bắt đầu vào công việc ở đợi. Ông ta ở đúng 3 năm thì ông ta làm rất tốt công việc. Vì vậy mà ông phú hộ mới tặng cho ông thêm một số tiền, một số quà để về đoàn viên gia đình. Thì ông về nhà đoàn viên gia đình chẳng có bao đâu, thì ông lại mang một cái cơn bệnh cùi rất là thê thảm.
Quý đạo đạo biết cái cùi lỡ lối đau nhất mà cô rút cả tay chân không làm gì ăn được thì một hôm ông ta mới than với vợ: bà ơi, thôi bà làm ơn đó, bà làm sao bà kiếm cho tôi được chiếc xuồng bơi đi để tôi đi ăn xin, chứ ở đây mà tôi báo cô bà hoài tôi không chịu nổi. Thì bà vợ thấy như thế rồi mới kiếm tiền cho người chồng được chiếc thuyền để đi ăn xin, chiếc xuồng để bơi đi ăn xin. Thì quý đồng đạo biết đi ăn xin không có mấy ngày trên thì lại nghe một cái tin là chồng bà đã chết trôi tắt ở ngoài cái mé biển. Thì bà ba đó mới vội vã đi ra thì nhìn rõ ràng là chồng mình vớt xác chồng đem về chôn cất. Thì bà ta ưu tư mãi trong lòng không biết là chồng mình mang cái nghiệp chướng gì mà nghèo khổ rồi đi ăn xin rồi phải chết trâu như thế này. Vì vậy mà bà nghĩ rằng đó là phải đi đến tìm một cái vị sư chân tu tâm đạo, vị sư có đức độ cao cả để mà cầu nguyện cho chồng mình mới được siêu thoát. Thì bà ta tìm đến, tìm ngay cái ông sư, ngay cái nhà sư mà lúc trước chồng bà đã cúng 12 đồng. Thì đi đến đó thì đọc lên cái tên thì cái vị sư này biết rõ đây là một cái vị mà rất có cái lòng tốt bụng đã cúng cho mình 12 đồng đây. Thì nhà sư hết sức là nhiệt tình đi đến để cầu nguyện cho cái tên nhà nghèo này với đồng đạo. Nhưng mà lúc nào trong lòng ông cũng thắc mắc tại sao người ta tốt như vậy mà người ta phải bị cái cảnh như thế này. Thì lòng thắc mắc vô cùng. Thì một hôm nọ ông ta nằm mộng thấy Đức Phật dẫn cái tên nhà nghèo này đến trước cái đầu giường của anh mà nói như thế này. Nói đó là thôi con đừng có thắc mắc nữa, theo gì cái số kiếp của cái tên nhà nghèo này là phải trả qua ba kiếp. Một kiếp là nghèo hèn cùng cực, một kiếp là phải cùi lỡ đi ăn xin, một kiếp phải chết trâu. Nhưng mà vì cái lòng tốt bụng của anh đó, vì vậy mà phải trả dồn trong có mấy tháng mà hết ba kiếp. Thì hôm nay đã trả hết cái nghiệp rồi, vì vậy mà anh nhà nghèo này anh ta đã theo Phật mà hôm nay đứng bên cạnh của Đức Phật. Thì Đức Phật báo mộng như thế thì cái anh nhà nghèo này, cái vị sư này đó rất là an tâm, cái đồng đạo quá sức vui mừng, mới sáng sớm mới đi đến cái nhà của người vợ là nhà anh nhà nghèo để mà kể lại cái công chuyện cho bà vợ nghe. Thì cũng ngay cái giờ đó bà vợ ở bên kia bà cũng trông chờ ông sư qua để bà kể cái công chuyện. Là đêm hôm đúng cái giờ đó bà nằm mộng thấy y như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó là một cái giờ mà hai người nằm giống cái điềm mộng y như nhau. Thì đây là cái thần mộng phải không, cái đồng đạo? Vì vậy mà ông sư cũng nói vậy là đây là cái giấc mộng này là Đức Phật báo cho mình biết. Vì vậy thôi chúng ta đừng có buồn nữa, hãy tinh tấn để cùng nhau tu hành. Thì thưa quý đồng đạo, qua đây thì câu chuyện này Đức Thầy kể cho ông Hai Quê nghe để an ủi ông Hai Quê. Hôm nay trong cái đời sống tu hành của ông gặp rất nhiều cái chướng duyên, rất nhiều cái sự khổ khó. Thôi ông có đừng có đau buồn nữa, hãy yên tâm để mà tinh tấn tu hành thì quả dữ trả rồi nhân thiện đến. Hay Đức Thầy nói như thế nào đúng không đạo? Thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu, vẫn biết công phu con giải dầu, nhưng nỗi tiền khiên gây lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu. Thưa quý đồng đạo, vì vậy chúng ta đừng có than nha. Lỡ chúng ta có bị những cái chướng duyên nghịch cảnh thôi, cố gắng đi, chúng ta hãy cố gắng, chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ vượt khỏi qua đèo trong gai, phải không quý đồng đạo? Chúng ta cố gắng lên. Và chúng ta biết sở dĩ mà chúng ta bị cái sự thử thách, đây là cái đề thời của ma dương quý đồng đạo. Tức là nói quỷ ma hay phá rối người tu, đạo đức chư như ráng chí hành, chớ bỏ đề thời nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn mong sanh. Chúng ta biết tại sao mà quỷ ma nó không phá rối người đời mà nó cứ phá rối người tu không ạ? Thưa quý đồng đạo, bởi vì sao? Khi xưa vào thời của Đức Phật đó, thì ma dương nó theo phá Phật không được đó, thì nó nguyện sau này đó, nhất là vào cái thời kỳ Hạ Môn Mạt Pháp, nó sẽ theo phá đệ tử của Phật cho tan nát nó mới hạ dạ. Thì hôm nay chúng ta tu mà chúng ta có bị những cái sự mà làm mình đau khổ đó thì mình nghĩ rằng chắc là ma dương nó độn nhập vào, nó làm cho mình đau khổ đây. Mà chúng ta thấy không, bên ngoài ít có ai làm mình đau khổ, mà nhất là đồng đạo với nhau, phải không? Đồng đạo làm khổ đồng đạo với nhau nhiều. Thì ở đây chúng ta biết rằng đó là cái lề thời của ma dương, vì vậy mà chúng ta phải ráng cắn, đừng để cho nó dụ mình, phải không quý đồng đạo? Thưa quý cô bác anh chị em, vì vậy mà chúng ta thấy rằng Đức Thầy nói rất rõ. Nên vì vậy mà Đức Thầy mới kêu chúng ta phải cố gắng nhẫn nại để mà bước qua, dầu mắc phải mưa đơn gió két cũng kiên trì mà dẹp ra trong. Thế mà cái ngày này cực khổ đã qua thì sao? Thưa quý đồng đạo, cơn mưa nào rồi nó cũng tạnh, sự đau khổ nào rồi nó cũng phải qua đi. Thế mà hết cơn bị cực thì sẽ đến kỳ khởi lai. Thế nên Đức Thầy mới giải tiếp là thế mà kiên trì mà dẹp ra trong rồi, tới cái ngày nào đắc được lục thông, dơ hồn cha mẹ, tổ tâm bảy đời.
thưa quý đồng đạo, ngày nào có nghĩa là cái thời gian trong tương lai, thể chúng ta có gieo nhân thì nhất định sẽ có ngày hưởng quả không sai. Tu đền lợi thế cho rồi thì sao mới được đứng ngầu tòa sen. Thưa quý đồng đạo, tu hành không Phật thì tiên, thông dương thì bá, cũng quyền công thanh, phải không? Tu hành chẳng được đức âm thì ta chẳng phải sát thân người đời. Tại chúng ta có tu là nhất định sẽ có ngày, phải không? Có ngày chúng ta sẽ đạt đạo. Nên lúc này nó ngày nào đắc được có nghĩa là đạt được, mà đạt được cái điều gì? Đó là lục thông. Thưa quý đồng đạo, lục thông là gì? Lục thông là sáu phép thần thông do người tu, đó là diệt lục căn, không nhiễm lục trần, mà chúng ta chứng được sáu phép thần thông này. Thì chúng ta biết sao lục thông thì nó gồm có đó là thiên nhãn thông. Thưa quý đồng đạo, một là thiên nhãn thông, có nghĩa là con mắt chúng ta đó là nhìn thấy khắp mười phương pháp giới, chúng ta nhìn thông suốt tất cả, không một cái vật gì ngăn ngại cả, đó là thiên nhãn thông. Rồi thiên nhĩ thông là tai chúng ta nghe, đó là khắp mười phương, từ cái loài người cho đến cái loài vật thì chúng ta nghe rất là rõ. Rồi ba đó là tha tâm thông, có nghĩa là chúng ta biết được thông cái tâm của tất cả mọi chúng sanh hết, để mà chúng ta tùy phương quá độ. Như Đức Thầy chúng ta đó, ai mà đi đến viếng Ngài đó là Ngài biết cái tâm của người này như thế nào hả? Vì vậy mà Đức Thầy chúng ta tác họa lại những cái bài thơ chúng ta thấy rất là xuất sắc, phải không quý đồng đạo? Đó là chứng được tha tâm thông. Rồi túc mạng thông, có nghĩa là thứ tư là túc mạng thông, có nghĩa là chúng ta sẽ biết được vô số kiếp của chúng sanh ở trong tam giới một cách rất là đầy đủ, như là thấy rõ chỉ trong lòng bàn tay vậy. Và thứ năm đó là thần túc thông. Thần túc thông có nghĩa là chúng ta đi lại tự tại ngao du, phải không quý đồng đạo? Chúng ta muốn đi đâu là chúng ta chỉ dùng cái thần thông là chúng ta tới liền. Khi Đức Thầy nói làm sao quý đồng đạo? Đằng dân đến tỉnh Vò Công, hãy đi một cái là cái ép là tới nơi liền, phải không? Chẳng hạn như hôm nay đây, thí dụ quý đồng đạo chúng ta, thí dụ như chúng tôi đang từ bên Vĩnh Long mà đi qua bên đây đó, là phải chạy xe đó là phải mất tới 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới tới đây. Còn chúng ta mà chứng được thần thông rồi, chúng ta chỉ trong nháy mắt là chúng ta tới liền, rất là quý báu, phải không quý đồng đạo? Vì vậy mà chúng ta không ham sao được. Rồi lậu tận thông có nghĩa là chúng ta đã diệt được những cái di tế phiền não, tầm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, chúng ta không còn một cái sự ô trượt nào, một cái sự di tế phiền não nào trong tâm của chúng ta hết. Thì nói chung là cái người mà đắc được lục thông có nghĩa là cái người đã chứng quả A-la-hán. Thì cái người này đó là không còn rơi rụng trong sáu nẻo phàm, chứng vào cái quả là vô sanh bất thối, không còn chuyển luân trong tam đồ lục đạo. Mà khi bỏ xác rồi thì cái người này sẽ đắc nhập niết bàn. Thưa quý đồng đạo, vậy mà nói chung là ngày nào đắc được lục thông. Bây giờ mình coi ngày nào đắc mới quan trọng, phải không quý đồng đạo? Quý cô bác anh chị em mình coi ngày nào mình đắc đây. Bây giờ nói như thế này, trong kinh nói là nhân căn trần thanh tịnh, tức đắc lục thông thị hiện khả giả. Sáu căn mà chẳng bị sáu trần đeo thì sáu thông sẽ về theo tức căn. Thưa quý đồng đạo, bây giờ con mắt chúng ta đó không nhiễm sắc là chúng ta sẽ chứng được thiên nhãn thông. Bây giờ quý đồng đạo mình nhìn coi mình còn nhiễm sắc không? Thưa quý đồng đạo, chắc có lẽ còn, phải không? Vì đây mà còn ngồi đây như nè, rồi bây giờ đó, ai chúng ta mà không nhiễm âm thanh, mình nghe cái gì đó mình cũng lòng mình rất là thanh tịnh. Còn đằng này đó là nghe Minh Dương Lệ Thủy thì nó thích thú vô cùng, phải không? Còn nghe những cái giọng khác thì trong lòng nó không vui. Còn đọc giảng cũng vậy, những người nào mà đọc giảng đó là như bé Bảy Ngọc Ngoan rồi thì chúng ta mới ghiền, phải không? Còn những đồng đạo chúng ta đọc mà thường thường thấy chúng ta mới đọc gì mà nghe không có nổi, thì lúc này là chúng ta tiếc chừng nào mà chúng ta chứng được mà thiên nhĩ thông, phải không với đồng đạo? Nói chung là chúng ta chứng từ từ với đồng đạo. Hãy chúng ta cái căn nào mà chúng ta không nhiễm là chúng ta sẽ chứng được cái thông đó. Thân thông một ưa sự sung sướng thì cái này cái thân của chúng ta nó nhẹ nhàng rồi, thì lúc này chúng ta sẽ chứng được thần túc thông, chúng ta sẽ tan dèo dèo liền, phải không với đồng đạo? Nhưng mà khó lắm. Bây giờ mình nhìn lại coi, bây giờ cái miệng chúng ta thôi, lên cái bàn ăn mà bữa nào mà thiếu trái ớt đó thì mình ăn mà nghe nó cũng còn dai dứt trong đồng, phải không? Thì nó biết chừng nào chúng ta chứng. Thưa quý đồng đạo, nói chung là cái ngày nào mà chúng ta có với sáu căn, chúng ta không nhiễm sáu trần, thì ngày đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ đắc được lục thông. Khi xưa đó, lúc mà Đức Thầy chúng ta ở tại tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo, thì sau mà cái buổi thuyết pháp tối xong rồi đó thì mọi người về hết trơn đi. Lúc bây giờ ông Tư Đặng Thành Tựu ông mới ở lại, thì Đức Thầy mới biết được cái tâm ý của ông Tư. Đức Thầy mới nói như thế này: ông Tư à, có phải ông ở lại đây muốn hỏi tôi về cái pháp tu để minh tâm kiến tánh không ông Tư? Thì ông Tư mừng quá: bạch thầy, chẳng những riêng con mà ai cũng muốn hết thầy.
hãy tín đồ người tu nào cũng muốn vậy hết. Thưa thầy, nói ông Tư à, tôi không có dạy cái pháp minh tâm kiến tánh, mà tôi chỉ dạy tín đồ cái pháp tu diệt lục căn không nhiễm lục trần. Hãy ai mà lục căn không nhiễm lục trần, cái nhân như thế rồi thì sẽ cái quả là minh tâm kiến tánh. Thầy liền đó, thầy mới đọc từ cái câu là nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai chưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều trọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ư mùi im dưỡng. Thầy đọc dài đến cái chỗ là dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Thưa quý đồng đạo, phải sáu căn không nhiễm sáu trần là chúng ta sẽ minh tâm kiến tánh. Đức thầy xác định rất rõ, phải không quý đồng đạo? Trong sát tâm gián thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoằng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, phá ngũ quẩn rứt lòng tham ái, gọi sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân nhân kim thân thị hiện, dứt trừ tỉnh sanh. Thưa quý đồng đạo, thì qua đây chúng ta thấy rất rõ, hãy ngày nào mà chúng ta giữ tâm hồn mình thanh tịnh, không ô nhiễm đối với những cái vật dụng ở thế trần, thì ngày nói tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta sẽ đi đến chỗ đắc đạo giải thoát. Thì nói chung là ngày nào đắc được lục thông, có nghĩa là cái ngày mà chúng ta sẽ đắc được đạo màu. Thì cái ngày đó như thế nào quý đồng đạo? Rất là uy hoàng. Ngày đó sẽ vớt hồn cha mẹ, tổ tông bản trời. Thưa quý đồng đạo, chỉ vớt hồn có nghĩa là cứu vớt những linh hồn đang chìm đắm trong sông mê bệnh khổ. Mà Đức Thầy nói là vớt hồn người vượt khỏi sông mê, mà đặc biệt là vớt hồn cha mẹ, tổ tông bản đời. Chúng ta biết cha mẹ là hai đấng sanh thành dưỡng dục, người trực tiếp sanh ra ta. Còn tổ tông đó quý đồng đạo, tổ tông hay là tông tổ là chỉ cho ông bà nội ngoại của chúng ta. Mà bảy đời ở đây đó là không phải là chỉ có bảy đời, mà bảy đời ở đây là do cái chữ là thất thế phụ mẫu, có nghĩa là cha mẹ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, hay là thất tổ của quyền đó quý đồng đạo. Bởi vì chúng ta biết rằng theo quan niệm của người Tàu á, số 7 và con số 9 là người ta chỉ cho con số nhiều, chứ không phải là con số 7 là cái con số mà khẳng định, mà ở đây số 7 là số 9 là tượng trưng cho con số nhiều. Vì vậy mà ý muốn nói là phụ mẫu thâm âm vô lượng kiếp, hay là chúng ta sanh ra nơi đây là có vô là vô lượng sát thân, thì chúng ta cũng có vô lượng tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta. Vì vậy mà khi mà ngày nào chúng ta đắc đạo rồi thì chúng ta sẽ cứu vớt được tổ tiên ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Mà Đức Thầy nói sao với đồng đạo? Đức Thầy nói là thất tổ của quyền nơi chính suối, ngưỡng mong hậu tâm quyết tâm trai, hay là ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đá ơn dài công sáng tạo, cho ta hình dốc thật cơ quyền. Thưa quý cô bác anh chị em, chúng ta biết rằng chúng ta mang cái thân này thì cái công ơn của tổ tiên ông bà cha mẹ nó vô cùng thiêng liêng cao cả. Mà Đức Phật nói là dĩ như giai trái cộng cha, giai mặt cộng mẹ, trải qua mấy dòng quanh hòn núi tung di mấy bản, gai gốc đâm đổ máu tuôn đầy, trải trăm ngàn kiếp như vậy cũng chưa trả hết ơn này mẹ cha. Mà chỉ có cái con đường tu hành đắc đạo, chúng ta mới cứu vớt được, mới đền đáp được cái công ơn to lớn đó, mới đáp được cái ơn xuất thế gian, sự hiếu xuất thế gian vô cùng cao cả. Thưa quý đồng đạo, Đức Phật nói là nhất nhân thành đạo của quyền thân, hay là Đức Thầy chúng ta nhắc là Đức Phật nó nhắc về Đức Phật như thế nào quý đồng đạo? Đắc đạo rồi cứu vớt tổ tâm cũng như Phật xuất gia thời trước. Thưa quý cô bác anh chị em, chúng ta biết rằng tổ tiên ông bà cha mẹ dù khi vì con cái mà đã tạo lắm cái nghiệp chướng, cuối cùng chết rồi phải bị xa đọa trầm luân. Thì nếu chúng ta không tu thì không cách nào chúng ta cứu vớt được. Chúng tôi còn nhớ khi xưa đó, vào thời của Đức Phật, thì ông Nang Đà đó, chúng ta biết ông Nang Đà, ông Nang Đà ông tu nhưng mà ông rất là nhớ, rất là mến cái người vợ của ông. Vì vậy mà ông tu nhưng mà cái lòng của ông lúc nào cũng nghĩ về cái việc thế tục không. Thì một hôm đó Đức Phật mới dẫn ông lên cái cung trời, dẫn ông lên cung trời đi dạo thì sao? Ông đi dài dài đó là dạo đó là gặp nơi nào đó là cũng có tiên nam tiên nữ, nhưng mà đặc biệt có cái chỗ đó là có tiên nữ không mà có tiên nam. Thì ông ta mới hỏi, động vào lòng ông ta mới hỏi cho tại sao nơi đây đó là có tiên nữ mà không có tiên nam. Thì mấy cô tiên nữ này mới nói đó, anh chị em chúng tôi tu đó, chờ ông Nang Đà đó là em cứu bác của Phật đó, chừng nào ông tu mà ông đắc đạo ông về đây để mà ông chung hưởng với chị em của tôi. Thì ông mừng quá, ông nói tôi là Nang Đà nè, tôi là Nang Đà nè, cho tôi ở đây luôn đi. Thì cái cô này nó không có được, không là cái người thế tục, chừng nào tu mà chứng quả đó thì mới về đây mới đoàn viên được. Thì ông ta mừng quá mới vội vã qua trở về để mà tu riết. Khi mà về rồi thì Đức Phật mới dẫn ông đi dạo địa ngục.
thì dạo địa ngục sao quý đồng đạo? Đi thì ông đi, một đội đó là ông thấy đó có hai đoàn đạo quỷ phải không? Một đoàn đó thì vui mừng cười hớn hở, một đoàn đó thì khóc than thẳng ý. Thì ông thấy lạ quá, các bạn có thấy không? Tại sao cũng đồng là ngạo quỷ mà có một bên lại cười vui hớn hở, mà có một đoàn một bên thì lại khóc than như vậy, các thấy không? Thì Đức Phật nói ông muốn biết gì, ông qua ông hỏi chúng nó để biết. Thì Nang Đà mới bước đến mới hỏi cái đoàn ngạo quỷ cười đó. Quý đồng đạo biết thì ngạo quỷ cười nó nói như thế này: chúng tôi đó do trên dương thế đã làm nhiều cái tội ác nên cuối cùng chết phải đọa vào làm ngạo quỷ. Mà rất là mừng là vì con cháu của tôi đó bây giờ đó biết ăn chay giữ giới cúng lại làm lành làm phải, vì vậy mà tôi rất vui mừng là có ngày nào là chúng tôi được con cháu cứu độ sẽ ra khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ khổ đau này, vì vậy mà chúng tôi vui mừng mà cười như thế. Còn quay qua hỏi cái đàn ngạ quỷ khóc thì ngạ quỷ khóc nó mới thấy nói ở trên dương thế đó tôi tạo rất nhiều cái ác nghiệp mà hôm nay chết xuống đây rồi đó là con cháu đó không có ai biết tu hết trơn, tối ngày cứ rượu chè cờ bạc làm những điều xấu xa tội lỗi, vì vậy mà ngạ quỷ chúng tôi đó không có còn hy vọng ngày nào mà ra khỏi cái cảnh giới khổ đau này, vì vậy mà buồn khổ nên khóc thay. Thưa quý đồng đạo, thì qua cái câu chuyện này thì cũng nhằm ý thức cho chúng ta rằng thất tổ của quyền ông bà cha mẹ của chúng ta rất trông chờ con cháu để tu hành để mà cứu độ, vì vậy mà Đức Thầy bảo chúng ta là phải sáng tu đắc đạo cứu của quyền, phải không quý đồng đạo? Chúng ta ráng, chúng ta biết rằng cái người tu nó quý báu lắm quý đồng đạo, chẳng những chúng ta độ được mình mà chúng ta còn cứu vớt được tổ tiên ông bà cha mẹ, cũng như chúng ta thấy một cái mặt trời thôi nó chiếu ra và nó chiếu cả khắp khu nhà, cũng như chúng ta bắt một cây cầu, phải không quý đồng đạo? Bắt một cây cầu thôi thì cả muôn người được đi, cũng như chúng ta sắm một cái chiếc thuyền thì chúng ta sẽ chở hết cả gia đình chúng ta đi được. Thì qua đây chúng ta mới ý thức được rằng cái kết quả của sự tu vô cùng lớn lao mà chúng ta phải cố gắng. Thì thưa quý cô bác anh chị em, thì tóm lại với sáu câu mà Đức Thầy chúng ta dạy, Đức Thầy dạy là đem tâm hồn hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chân, dầu mắc phải mưa đơn gió kép cũng kiên trì mà dẹp cho trong, ngày nào đắc được lục thông vớt hồn cha mẹ tổ tâm bảy đời. Thì qua sáu câu giảng này, Đức Thầy dạy trong tòa Tào Hảo nói chung, nói riêng mà dạy cho tất cả tín đồ nói chung là chúng ta phải cố gắng làm sao hướng về cái con đường đạo đức quy y theo đạo để tu hành, hầu tìm lại cái chân tánh vốn có của mình, ra khỏi cái con đường luân hồi sinh tử. Và đặc biệt hôm nay Ngài nhắc nhở chúng ta, hôm nay chúng ta đã quy y vào đạo, tức là đệ tử của Phật rồi, thì chúng ta phải cố gắng làm sao là một vị đệ tử trung thành, hết lòng vì đạo, là một người thiệt tâm tu hành chân chánh, không bao giờ vụ lợi bất cứ một điều gì. Và Ngài khi chúng ta muốn đạt đến cái mục đích đó thì làm sao chúng ta phải cố gắng kiên trì mà bền tâm chặt dạ lướt qua những cái sự thử thách của trò đời cai nghiện. Hãy bao gian lao khổ khó đã qua thì ngày đó, ngày sau này chúng ta sẽ đắc đạo giải thoát, chúng ta chẳng những độ mình còn cứu vớt được tổ tiên ông bà cha mẹ, thật vô cùng quý báu. Thì thưa quý đồng đạo, qua sáu câu giảng này, nhưng mà đặc biệt thì ở đây Đức Thầy nhằm nhắc nhở cho chúng ta ba cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là Ngài bảo chúng ta phải làm sao gấp rút phải đem tâm mình để quy y và để cửa đạo. Thưa quý cô bác anh chị em, chỉ có con đường đạo mới là cái con đường chân hạnh phúc, cái con đường đạo mới là cái con đường vĩnh viễn mà Đức Thầy nói là ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước thưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy phong lương hầu. Nên Ngài bảo chúng ta là chúng ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế, mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, nhìn giới luật nghe kinh trọng Phật, thì đến lâm chung quả lành đâu mất, tội tây phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thì tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Và cái thứ hai là Ngài ý thức những cái sự khó khăn trên bước đường tu mà Ngài mong chúng ta hãy cố gắng bền tâm chặt dạ để chúng ta đạt thành cái sở nguyện. Và cái thứ ba, cái cuối cùng là Ngài cho biết cái kết quả lớn lao của cái sự tu tập, Ngài mong chúng ta hãy cố gắng để mà thực hiện. Thì thưa quý cô bác anh chị em, qua đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta rất là may mình ra đời vào cái thời kỳ này, lại được Đức Thầy là một cái vị Phật chỉ dạy cho chúng ta rất là cặn kẽ từ cái nước bước đường đi. Vì vậy chúng ta là một tín đồ thì chúng ta phải ráng nghe lời Thầy dạy, ráng nghe lời dạy của Thầy, để chừng đến việc kim Thầy khó ra, tây phương Thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dám nghe.
sư quý đồng đạo, chúng ta là chủ nhân của nghiệp, chúng ta là thừa tự của nghiệp. Chúng ta làm lành hay làm dữ là tự chúng ta làm. Chúng ta có tu tập hay không là tự chúng ta. Còn cái kết quả khổ hay vui thì chúng ta mang gánh, chứ không ai thay thế cho chúng ta được. Vì vậy trong cái thời gian này là cái thời gian gieo nhân, chúng ta phải cố gắng, phải sáng suốt, chọn cho mình cái nhân lành, cái nhân tu tập để chúng ta hưởng được cái quả ngọt ở ngày sau. Thưa quý đồng đạo ơi, vô thường tấn tốc, không chờ đợi bất cứ một ai đâu. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta sống 100 tuổi chúng ta mới chết, hay là 70 tuổi, 80 tuổi chúng ta mới chết. Thưa quý đồng đạo, hơi thở này mà thở ra, hít vào không được là chúng ta đã hết một kiếp làm người rồi. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng để không kịp, phải không quý đồng đạo? Đức Thầy bảo là việc giả dấu từ đây nên lắm. Bổn đạo ơi, hãy sáng sửa mình. Cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng chọn cũng thay một kiếp. Đức Phật cũng tha thiết dặn bảo, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được dây đại binh thần chết. Thế nên Đức Thầy cũng căn dặn chúng ta hãy sáng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Thưa quý cô bác anh chị em, với đề tài 6 câu dặn của Đức Thầy thì chúng tôi cùng quý đồng đạo chia sẻ thì đến đây cũng xin tạm khép lại. Trước khi rời khỏi nơi đây cũng không quên chân thành cảm ơn ban tổ chức, cũng như chân thành cảm ơn toàn thể quý đồng đạo chúng ta với tình thương mà quan hệ lắng nghe để giúp cho chúng tôi làm tròn cái bổn phận trong buổi gặp gỡ hôm nay. Thì trước khi rời khỏi nơi đây thì chúng tôi cũng không quên nguyện cầu với ơn trên Đức Phật Đức Thầy ban bố phước lành cho toàn thể quý đồng đạo chúng ta luôn được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Kính chúc toàn thể quý đồng đạo chúng ta vững vàng bất thối, công phu vuông tròn như lời Đức Thầy đã cầu chúc. Xin chân thành cảm ơn và lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.